chào các bạn, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe hát thi giao duyên hội Kỳ Lừa. Chúng ta sẽ đi tìm các cặp đôi nhé. Ui đẹp lắm rồi. Cho vào gần tí nữa nhỉ? Mới nghe được. Hai anh mạnh mẽ lên nhá, cười tươi vào. Không là hai chị trông khỏe lắm đấy. Lại thấy hai anh đẹp trai rồi. Ủa nhiều khán giả thế. Đấy. Thank you.
đi đâu rồi? Hát thêm một tí đã. Thank you.
nhiều chưa? Hãy lần điêu cái lần. Bye.
Anh ở miền Nam ra đấy, cả năm mới được ra đây 10 lần 10 ngày thôi. Được rồi. Vâng, cảm ơn các anh chị nha. Chia tay rồi. Đang hay à, gái xinh à, ôi trời ơi. Các anh chị hát đây rồi. Ây giời ơi, hai chị này giống nhau thế. Có phải sinh đôi không? Nhạc to lắm nhờ. Còn múa sư tử nữa.
cầm cho em cái, em lấy cái chân một cái. Ờ, đi lấy cái chân đi. Đây, chị này cầm cho em nhé. Đừng đừng che cái camera chỗ này nhé. Đây, chị cầm nhé. Để quay sang anh này đi. Cho hai quay máy luôn. Ôi giời ơi, cái chân này các bác sĩ nó cứ tặng ra thế này thôi.
nhỉ, để cho một tí nữa đi anh. Đấy. Tại vì nó ồn lắm, phải cho gần gần đấy. Quý đi mà không gọi anh với. Em qua ngủ trong này mà. Thế à? Ngủ nhà anh. Nhà anh Toàn à? Hả? Nhà nghỉ. Anh định đi Lộc Yên xong nghĩ đi nghĩ lại là về đây. 12 giờ mới được từ nhà đi. Dạ. Vâng. Được rồi, được rồi. Nhìn thì chị hôm nay cao thế. Thank you.
30 phút ạ. 30 ạ. Tí nữa. Còn sớm mà. Chẳng mấy khi gặp gái xinh. Thank you.
Dạ. Hát được gì ạ? Chưa. Bao giờ các chị ngừng hát thì mới tắt. Người yêu à? Người yêu gọi anh. Hai chị này nhé. Ai hát đâu? Đấy. Không thấy đâu. Không cần đâu.
đứng xa quá. Tại vì em để máy gần thôi đây này. Nhét cái bao tôi thẹp rồi nó hẳn bơ nên làm như hẳn leo. Hẳn này thì hẳn leo. Hẳn leo. Như hẳn leo đấy, sang. Chị không rủ các chị Lộc Bình ra à? Được rồi á? Chưa được, chưa được. Chờ em đi lên máy. Thank you.
Anh ơi đi luôn à? Nghe chị hát nốt đã. Chia tay rồi, bắt tay rồi á? Đấy, các chị còn hát mà. Lưu luyến không rời đấy, mày ở lại ăn cơm luôn. Bọn trên này kêu nhiều lắm rồi, đi hát với người 10, 20 phút. Ở đâu anh? Ở cái đằng sau này, tí nữa nó về nó không được hát. Có phải chị bé không? Không, bọn Bắc Giang luôn. Ở đâu? Ở ngã ba kia này. Thế à? Mọi nhiều lắm rồi. Ngã ba. Đấy, đằng sau này đi vào tí nữa mà. Vâng. Tại vì nó từ sáng đến bây giờ, nó tí nữa về nó không được hát đây. Vâng. Em không cho về là em không cho về. Vâng, cảm ơn các chị nha.